Năm chín, phẩm vô tận, lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thầm nghĩ thế này. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất là sâu xa, bát nhã ba la mật đa như thế cũng rất là sâu xa. Mình sẽ hỏi Phật, nghĩ như thế rồi bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa là vô tận chăng? Phật dạy, bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thật là vô tận, giống như hư không chẳng thể cùng tận. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát phải dẫn Pháp bát nhã ba la mật đa? Phật bảo, thiện hiện nên biết vì sắc vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn Pháp bát nhã ba la mật đa vì thọ tưởng hành thức vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì nhãn xứ vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì sắc xứ vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì thanh hương vị xúc pháp xứ vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì nhãn giới vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì nhĩ giới vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm xuyên sinh ra vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì tĩ giới vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì thiệt giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì thân giới vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì ý giới vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì địa giới vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì thủy hỏa phong không thức giới vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì vô minh vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa